Rồi ok này. À dạ, cái gì vậy? Ok anh em này, bây giờ Hoàng Binh tiếp tục anh em ơi. Lần này là coi đủ gì không ta? 250 bạn đúng này. Má là cái chày bao mít đâu chứ. Ra nó thằng An Dương Vương này. Nút luôn cái chị. Lấy ạ thì vương đao thường lấy ạ thiên vương ra đao hạt thương nữa này, khả không ạ thiên vương đao này mày. Hai quốc này à, di chuyển thành cái cho nó đỏ tới rồi sao mà đen dữ, cho nó reset lại coi. Thung dung bách này rồi vô quốc phần này, phá cuối không để ngủ nha em. À, mít gì mà hai lần ra ba lần hoàn toàn xong, đao phi đao chày vãi luôn. Má chỉ còn nỏ với đau với bỏng thôi. Nỏ đau bỏng mà không ra nữa. Xin phép bó tay luôn. Vô này. Vô này. À xin cái nỏ này. Đây cây em xin cái nỏ này. Quỳ lại yên chút này. Đó. À, khóc lóc xíu rồi anh em. À, không cho ra. Chết rồi. Không cho ra anh em ơi. Đó. À. Rồi ok, quốc. Lần này bỏ giữa nha nè. Rồi, quốc này. Một phát 100k thôi chơi. Ok. Phát cuối không lên free shop luôn nha anh. Phi đao chán nhìn em, phi đao không có sức mạnh nữa tanh. Rồi nè. Múc này. Má nhìn. Rồi, thành công. Cái gì đây anh em ơi, thành công rồi anh em ơi, mà không biết nó sẽ là vũ khí gì anh em ơi. Đủ xanh. Không biết nó là vũ khí gì anh em ơi. Đủ xanh này lần thứ 6 anh em ơi, lần thứ 6 không bên anh em ơi. Má ra thế giới này. Đủ má lần thứ 6 rồi nha. Đợi mở lần 6 Hoàng Binh đầu nha. Thành công anh em ơi. Anh em comment thử được gì anh em ơi. Thành công rồi nha, thành công là hơn rồi anh em ơi. Má này mít mít mới sợ anh em, một lần Hoàng Binh là hơn 100k anh em. Khui. Khui 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 khui. Nó nó đúng không? Khui khui anh em ơi cho Khai một like chia sẻ anh em ơi, khui này, khui này, khui này. Khui này, đủ xanh, từ từ chửi chửi lên thế giới phát đã anh em. Má ức chó quá rồi. Chửi lên thế giới phát đã. Chửi lên bây giờ thế giới gấp khui này. Không ra nó free shop luôn. Rồi. Khui này, khui này, đỉ mờ đờ mờ lần thứ 6 Hoàng Binh rồi nha. Nó. Yes. Yo 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 yo. Ok anh em, trời ơi, quá lần thứ 6 luôn anh em ơi. Woo. Một like chia sẻ ngay anh em. Đù ma. Vãi cả luôn. Trời ơi, lần thứ 6 của mình anh em ơi, lần thứ 6 của mình anh em ơi, đù xanh. Ok anh em, chiều like, chiều like. Chiều like anh em ơi, chiều like anh em ơi. Chiều like em ơi, quá chuẩn em ơi, chiều like em ơi. Chiều like, yo yo. Chiều like, kha kha. Nó rồi. Chiều like, chiều like, chiều like. Chiều like, chiều like. Chiều like em ơi. Ôi trời, cuối cùng là mình hôm nay là mình ngủ ngon em ơi. Trời đủ má, tưởng ra cái gì nữa chắc mình vứt shop thiệt em ơi. Má cây 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 cái thằng rốn luôn em ơi. Tính ra cái nỏ này mình Hoàng Binh này. Vừa tiền Hoàng Binh này, vừa tiền mua phôi gần gần 16 17 kim anh em à. Vãi luôn. Trời không phụ người, đúng rồi anh em ơi, đậu xanh. Ok, cảm ơn anh ông chú bảo hiểm nè, với lại anh Trần Trung Hiếu đã tạo cho em cái động lực nè anh em ơi. Anh Trần Trung Hiếu nè, Trần Trung Hiếu với ông chú bảo hiểm đã tạo cho em động lực hút tiếp lần thứ 6 anh em ơi. Ok, cảm ơn em hai anh em rất là nhiều nha, chứ pha thứ 5 mít là em đã buồn thiệt, buồn thối ruột em định đi ngủ anh em. Đành đi ngủ rồi em ơi. Ôi trời. Tính ra mua phôi cộng lần thứ 6 nhiêu tiền? Tầm 17 16 kia mà em ơi. Ok nè em, trời ơi mừng quá. Ok nha em. Đụt má sướng quá nè em ơi. Ok. À này quá nè em ơi. Ok nè. Quá đẹp anh em ơi. Nói chung á cái nỏ này mình tính ra mình Hoàng Binh này nỏ hết khoảng chuẩn xác khoảng 16 kim anh em ơi. Hơn 1 triệu.
Cái này tính là hơn 1 triệu nè mày. Mua phôi 5 kim với lại hoán 6 lần. 6 lần với lại 5 kim là khoảng tầm 15 kim. Hơn 1 triệu. Hốc 3 đủ nè mày, đủ đủ. Đã khả chiến qua đường môn nè. Quá đã nè mày. Má tưởng rớt nó chứ nghỉ game luôn. Lúc nó nghỉ game luôn nè mày. À. Khả chừng cái nọ à, ok. Chung cái này thì đi với Nga My là đạt không em? Đi với Nga My là đạt thôi. Để lấy 10 giây à, ok. Khả chiến qua đường môn anh em ơi. Chung hút 3 đi theo Nga My là đủ anh em ơi. Đi theo Nga My với lại cái vòng phục hồi mana trên đầu á là đủ nha. Là đủ nha anh em. Dư sức đủ nè. À, cái này phải bỏ rương này. Đính nè. À. Bây giờ Khải đi test không nghe mi thử đủ không nha. Test con đường môn này 3%. Không nghe mi thử đánh đủ không nha nè. Một máu nè. Không nghe mi nha. Khải nghĩ là có nghe mi là đủ nè. Có nghe mi là dư sức đủ. À, không nghe mi thử đánh đủ không. Tại vì đi chan mà cái này chủ yếu phải đi chan thôi. Đi chan với già tấu là được. Khỏi mua mana được. Đúng rồi. Khải cái này phải đi chan thôi em. Chủ yếu là khải mang đi chan với già tấu thôi. Cứ theo bơ có ngày mây là đủ mà. Bơ nghe hơn có ngày mây là đủ nè mày. Vô đồng nào mà sơn nam. Xém nữa là có người tối nay không ngủ được. Đúng rồi nè, đủ danh tưởng không được nữa xong luôn. Rồi, à, test vài phát nè. Cái này không nghe nghe mì nha. Khải nghĩ không có nghe mì chắc không đủ rồi. Phải có nghe mì nè. Phải có nghe mì dưới chân nữa mới ra đủ. Vô sức vô tư. Này không nghe mì chắc không đủ rồi. Có nghe mì phục hồi 20 giây trên một 20 mana trên một giây nữa chắc đủ. Đủ nè, dư sức nè, thấy chưa? Hút 3 dư sức nè, thấy chưa? Gặp mấy con hợp kim thì mới thiếu thôi. Gặp mấy con hợp kim mới thiếu nè. Còn này ví dụ như theo theo nghe mi chan này. Ví dụ theo nghe mi đi. Đà đà có nghe mi của người ta. À, theo nghe mi chan vô tư nè. Ngon rồi. Nói chung là ok anh em ơi. Này nó hút vô tư. Vô tư nha anh em. Khải không mua mana này nha. Ok anh em ơi. Ngon ngon ngon. À gì? Cây bóng của tôi đâu? Ok anh em ơi, đủ nha, đủ nha. Nói chung theo nghe mi là đẹp rồi anh em ơi. Theo nghe mi đi chan đó mà ha. Đó. Còn đi một mình thì trừ hợp kim ra. Kim đánh hút không nổi đâu. Chỉ hút hợp thổ, hợp hỏa, thủy này nổi. Còn kim xin phép bóp tay. Đủ mà anh em, đủ mà. Dư sức đủ nè. Còn đi một mình này. Nói chung đi một mình này trừ hợp kim thôi. Trừ hợp kim mà đánh được mà. Chờ kim hút được mà anh em, khá đâu mua mana đâu anh em thấy không? Cứ vậy mà tăng mana đánh thôi chứ, tại vì có túi gì tới trên đầu rồi. Chờ kim mà kim sẽ hút không đủ. Kim quấn thốn lắm nè, ít máu. Dư sức đủ nè mày. Ok, tối nay ôm vợ ngủ ngon nè mày. Cái gì livestream này chắc tối nay Khải chuẩn bị đi ngủ nha mày. Hẹn em vào tối chủ nhật. Ngày mai thì Khải không like nha em. Thứ bảy ngày mai Khải bận về nhà nên Khải không có like. Rồi tầm chủ nhật, tầm tối chủ nhật Khải sẽ lên live với anh em nha. Tầm tối chủ nhật này Khải sẽ lên live với anh em nha anh em. Nói chung cái này để với Nga My dư sức chanh rồi nè mày. Dư sức chanh 24-24 rồi. Chủ yếu tiền sữa đỏ thôi. Hồi kia mà khó đủ nè mày, hồi kia mà đấm đam nó yếu. Còn mấy hồi kia là vô tư. Ừ, auto mua khoảng tầm 5 bình thôi anh. Tại vì em cũng thấy chan 5 bình à. Rồi, ok. Biết ngay mà. Tầm 3 là hút đủ rồi nè. 3 hút đủ, kim thì hơi khó thôi. Kim hơi khó thôi, còn 3 kèm cái túi thì tớ, chan một mình vẫn ok. Đồ sắt đủ không à. Ôi, ai mang cái nỏ hút nồi đi đồ sắt em. Vái nồi. Ai mang
Em đang nói điều đột xác đâu, nếu như tự vỡ thì mình chuẩn bị khoảng 10 bình banana trong rương em. Nếu như mà có ai đánh mình nữa thì mình tự vỡ khoảng 10 bình banana trong rương là được mà. Dư sức nè, ngon rồi. Cuối cùng là clip này cũng thành công em ơi. Cái gì Khải sẽ ngày mai Khải sẽ up clip này lại trên kênh YouTube cho anh em xem. Những anh em nào mà chưa xem những cái đoạn hóng binh của Khải thì Khải sẽ up lại cho anh em xem nha. Anh em xem thì đừng quên đỡ lại một like chia sẻ giúp Khải nha anh em. Anh em nào chưa xem thì xem ủng hộ nha anh em. Còn anh em nào xem rồi thì có thể ghé qua video đó cho Khải một like chia sẻ giùm luôn nha anh em. Đó, nói chung là hút ok anh em ơi. Rồi. Bây giờ thì Khải xin phép anh em Khải cũng ộp livestream luôn nha anh em ơi. Tầm này Khải ộp livestream đi ngủ đây. Hẹn anh em ngày mai. Ngày mai tiếp tục. Tiếp tục Khải đâu, ngày mai Khải up video thôi, ngày mai Khải về nhà. Nên là chủ nhật mới lên live được nha anh em. Ok, chúc mừng, cảm ơn anh em nha, cảm ơn mọi người nha. Ép được rồi, mình đứt rồi. Má 6 lần đó em, 6 lần hết gần 9 kim của anh. Chưa tính những viên thủy tinh này nọ anh em cho nữa. Anh em cho nè, nhiều anh em cho thủy tinh free nhưng là bé yêu này. Ăn nô thi nè. Ăn nô thi cho Khải này, bé yêu cho Khải này. Là 3-4 viên free là hơn 2 kim nữa rồi. Hơn 2 kim nữa rồi. Có 3 vô tư mà, anh em nói không? Theo dõi thằng bắn bữa nào hay đồ sát chăn nè. Ok anh em nha. Ok anh em, bây giờ Khải đi ngủ nha em ơi. Khải off livestream đây. Có gì hẹn em vào chủ nhật. Chủ nhật Khải sẽ lên livestream lại nha anh em. Ok bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Cảm ơn anh Trần Trung Hiếu với anh Trần Trung Hiếu với anh ông chú bảo hiểm đã donate em nha. Đã donate em và làm cái động lực em ép lần thứ 6 nha. Ok cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye mọi người. Bye anh em nha. Bye 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 bye. Tối nay ngủ ngon nha anh em. Tối nay ngủ ngon nha.